Xin chào quý diễn giả, hiện tại Tiết Cương đang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và chuyến đi đây thì Tiết Cương sẽ đi du lịch cùng với một người bạn. Đây, giới thiệu vị nghệ sĩ Trần Đùm. Hôm nay hai anh em sẽ đi du lịch Đà Nẵng. Lâu lắm rồi hai người mới được đi chơi game quý vị ơi. Từ hồi mà có vợ tới giờ bị vợ chiết quá không cho đi. Nay hai đứa mới được tung tăng trở lại thời sinh viên của trường sân khấu cách đây đúng 30 năm. Và hôm nay thì Tiết Cương và Trần Bùm sẽ đi Đà Nẵng du lịch và ra ngoài đó sẽ kiếm những gì độc đáo và mới lạ để quay tặng quý diễn giả nhé. Mời quý vị đồng hành cùng với Tiết Cương, Trần Bùm. Đã xuống sân bay, đói bụng quá thế là chúng tôi đi ăn và đến Đà Nẵng ăn đặc sản đây thưa quý vị. Đó chính quán Tiết Cương ghé chính là quán cơm gà Hồng Ngọc 193 đường Nguyễn Chí Thanh. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để ẩm thực và xem trong đây có những món gì. Thì Tiết Cương thấy ở đây họ có mì quảng và miến đó nha quý vị. Đó, mì quảng miến. Vào trong để ẩm thực thôi, đói quá rồi. Đó, đặc sản cơm gà luộc muối tiêu chanh. Và đây là canh rong biển. Đây có nước đặc sản Đà Nẵng đậu ván. Tiết Cương với Trần Bùm ăn cơm gà luộc, còn em địa phương ăn cơm gà này gà gì? Gà quay. Gà rán hả? Gà quay quay. Đó, cơm gà quay là cái vừa quay vừa ăn gà. Cái cơm nó màu đỏ quý vị. Đây, canh rong biển. Đó. Buổi trưa của chúng tôi, anh em chúng tôi đạm bạc thế này đây. Và lấy sức để kêu đi xem có gì hay mới lạ tại thành phố Đà Nẵng. Bây giờ chúng tôi ăn thôi. Hấp dẫn quá. Một buổi chiều rất là mát mẻ bên bờ sông Hàn và kia là cầu Trần Thị Lý. Hôm nay thì Tiết Cương và Trần Bùm đến ẩm thực một quán ven sông của hai đứa em nó địa phương dẫn đi và giới thiệu quý vị. Đây hai đứa em của Tiết Cương rất dễ thương. Xin chào hai bạn. Dạ chào anh. Rồi đây, Trần Bùm đang ẩm thực món gì vậy? Chip chip. Món con này là... đặc biệt là sống ở sông Hàn thôi. Những địa phương khác không có con này nha. Ủa cái này là sông chứ không phải biển hả Bùm? Để Tiết Cương phải trải nghiệm cái chip chip này ha. Tiết Cương sẽ ăn thử cái vị nó như thế nào. Ủa không có nước chấm gì hả em? Đây nước chấm đâu. Bé ơi, nước chấm này gì con? Chip chip ăn không cũng ngon hả Bùm? Dạ. Ngon. Còn khô rồi khô gì em? Dạ. Đấy, cái khô này là khô cá gì? Đây là cá. Cá chuồng. Cá chuồng mít à. Cá chuồng mít. Để thử chứ chứ chứ. Ngọt lắm. Cái nó giống như ăn á quý vị, nhìn mình nó tưởng tượng giống như con nghêu á. Giống như con sò lụa. Nhưng mà nó ngon và thơm mà. Quý vị nó đặc biệt thơm. Thì buổi chiều hôm nay thì ẩm thực chúng tôi rất là đơn giản. Thì Tiết Cương với Trần Bùm mỗi đứa ăn hết một tô chip chip với ăn hết cá khô thì về nói chung ra Đà Nẵng ăn uống đạm bạc cái gì ơi. Nhưng chứ ngon lắm quý vị. Quý vị khán giả nào có dịp ra Đà Nẵng á phải thử một lần con chip chip này nha. Con này được cái là mình ăn hết hai tô này, mình muốn ăn nữa là mình nhảy xuống cái sông Hàn này kế bên này vớt lên mình ăn tiếp. Quay ra. Cái nhảy xuống sông nó vớt lên là có rồi. Rất là ngon, chiếc chiếc hả, nó tuyệt vời. Nghệ sĩ Trần Bùm sẽ trải nghiệm này gỏi cá chích hả? Dạ, cá chích. Cái này lạ, cái này là sao đây? Cá chích. Cá chích. Dạ, cá chích đâm. Nhưng mà cá sống phải không? Dạ, cá sống. Trời ơi trời. Cá chích là ăn sống, cá chích ở... nếu mà ở Phú Quốc em có nước chấm hay không hay là trộn ra luôn thì có cái dừa bằm đúng rồi. Nhớ Bùm, nhớ Bùm, nhớ rồi, nhớ ta trộn riêng. Nhớ cái vụ mà Bùm bằm ở Phú Quốc rồi. Cái này ở đây là người ta trộn riêng cá, còn ở Phú Quốc là cá trộn chung. Đây, đây là có sòi non, lá sòi, rồi dưa leo, rồi rau cải này, rau gì quên mất rồi. Rau thơm cụm cây, thơm cụm cây. Đây lá sòi phải không Bình? Sòi. Lá sòi. Rồi đây, đó. Vậy là ăn thôi hả? Đây, gấp lại. Mình không ăn bún hả? Dạ không. Dạ không. Đây không. Chấm vô đây luôn hả Bùm? Dạ, chấm vô đó luôn. Công nhận ăn vệ sinh dễ sợ luôn. Móc múc ra chấm lại, công nhận ẩm thực Trần Bùm. Thôi, em Bùm để trải nghiệm. Thử coi coi. Giúp cho. Sao nó cay không Bùm? Cay cay rồi đó. Mấy gỏi phải cay.
ăn nó đỡ đau bụng. Cái gì cá chích sao mà phát biểu ý kiến? Này món ruột à, khỏi phát biểu. Nhưng mà nó sao mà nó cay cay hay sao? Cay. Cay hả? Ngọt cá. Ngọt cá không? Là khó, còn cái nước chấm thì nó sao? Chấm cũng dạng nước sốt, nó giống như nước mắm, nước mắm tỏi ớt vậy đó. Rồi. Quá đã, bữa nay được ăn gỏi cá chích. Tuyệt vời. Trân trọng giới thiệu vị đây, đặc sản của đêm nay, cá gì? Chìa vôi đen. Chìa vôi mà đen như vậy. Có một loại là màu hồng nữa. Ừ. Và con cá này thì quý vị thấy không, cái đầu của dài thòn mình nó cũng này là một con hai con? Hai con đó anh. Hai con ép thành một. À, hai con ép. Con cá này cái kiểu nó giống như con lươn cá chình. Dạ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó rất là đặc dài biệt, đặc biệt là thịt không à, chỉ có đúng một cái xương sống thôi. Và đây là lần đầu tiên Tiết Cương mới được trải nghiệm cá chìa vôi đen. À, chìa vôi thì Bùm nói là có chìa vôi hồng với chìa vôi đen, hôm nay chỉ được ăn chìa vôi đen. Cá chì vô hồng nữa là bán đại trà anh, còn cá chì vô đen đây là ít. Đây thịt, đây thịt rất trắng. Ủa nãy bóc này gì này, xương hả? Ừ, cái vỏ bên ngoài xương bên ngoài này. Chồng Bùm nói là Tiết Cương bỏ để ăn luôn quý vị anh. Đó. Vì cá chì vô đen hấp dẫn cũng không có, mà hắn có là bạn nhiều đứa bạn đó mình mới gọi là mình mua vì anh thích. Rồi trước đi, rồi bây giờ cầm bóc đây phải không? Dạ. Cái tay rất dạ là sạch, đã rửa bằng nước sông Hàn quý vị, không có gì trùng. Mình cuốn vậy thôi hả? Dạ đây này anh, có gia vị nè anh. Rồi mình cuốn vậy phải không? Dạ đây, xả đồ anh cuốn thêm tỏi. Cuốn được thêm không? Tỏi cả dạ, đó, gia vị đó là ức đó. Lần đầu tiên mới được trải nghiệm cái cá này rất là lạ. Rồi cái này là không có chấm. Chứ sao? Mình cắn miếng mình cầm lên mình húp. Thôi, chết. Cái này là dụ dỗ tôi, tưởng tôi là anh niên mới lớn mà thật sự tôi đã già lắm rồi. Đây nè, chấm không? Này là nước cái gì? Dạ, nước chấm nước xanh. Nước muối xanh, nước muối xanh, nước xanh đó nha. Bùm chứ. Bao giờ Bùm nó giống như là ăn dừa. Giống như là hồi xưa quý vị với những cái vị vua quan á, mà khi mà mình ăn cái món gì mình sợ chết quý vị thì phải có một người thử trước. Đó, Bùm thử trước. Cái cô sẽ thử sao. Cái này là mỗi lần ra Đà Nẵng là phải ăn cái này. Cuốn lá cải xanh chấm nước muối ớt xanh. Muối ớt xanh cho một chút xíu bù tạt vô. Ngon quá. Ngon thiệt đó trời. Cái thịt cá rất là ngọt. Không có xương nha, không có xương dập, không có xương nhân. Đặc biệt chỉ đúng một cái xương trong. Nó không có xương là có xương cái cạnh. Ăn như này à, cải rồi nó the, cộng với nước chấm này cũng cay, nó hòa quyện lại thành một cái hương vị rất là khó tả, rất là đặc biệt của miền Trung, rất là nói chung rất là Đà Nẵng. Quý vị ra Đà Nẵng nhớ thưởng thức hai món bắt buộc phải có, đó là thứ nhất là chiếc chiếc, thứ nhì là cá chìa vôi đen nướng. Nướng cuốn với cải, cải xanh, cải cay quý vị, chấm nước muối ớt bồ tạt, tuyệt vời. Sau một phút chằn Bùm đã ăn hết thịt và bây giờ cái Cương gặm xương quý vị ơi, nói gì xương thịt không quý vị ơi. Này tưởng tượng giống như mình ăn gì ta, trời ơi thịt nó ngon thánh thần luôn á, trời ơi là trời. Bởi vì khi mình ăn một cái món á, đôi khi mình cứ tưởng ăn thịt với ăn nạc là ngon, nhưng không phải, quý vị ăn xương mới là ngon. Giống như thịt heo mình ăn xíu quách nè đó, gà mình ăn cánh á, ăn be sườn mới ngọt, ăn đùi được huyết ngán. Mà cái này á, cái độc chiêu nó là cái người ướp con cá này có những cái gia vị gì hả em? Mà ví dụ như mà cái này mà ai mà ta phải biết đúng chỗ ướp mới ngon. Ướp đúng rồi. Tỏi, cái còn mà ướp nè, nhiều nơi là ai cũng ướp như nhau ấy, nhưng mà được cái là một thành phần nó là có tỏi nè, ớt xả nè, ớt xả, ớt hành cho nó hợp hợp cay. Nén rồi nữa. Nén rồi nữa. Nói chung là cái này là nén là gì rồi? Củ nén. Củ nén chỉ ngoài này mới có mà. Đúng rồi, trong mình cũng để cho nó đừng có tanh luôn vậy. Một dạng gia vị. Trời ơi trời.
ngon thánh thần luôn. Và hôm nay rất là may mắn khi ra đây được trải nghiệm con cá chì vo đen này, mà nó thật sự nhìn xương chứ tí cơm mà gặm hết nhiêu đây bảo đảm no luôn quý vị, thịt nhóc chân. Bán thì bởi đó ví dụ như bùm ra không nhất thiết là mình phải ngồi những cái quán hàng nhà hàng đúng sang. Rồi những cái chỗ nào mà ướp mà gọi là ngon thấy rồi thấm tháp thì cái Cương thích ngồi những cái quán bờ sông bình dân, những người dân giả ăn thoải mái, vô nhà hàng mới lạnh không, không có, thứ nhất là rất là đắt tiền mà sự nó chưa chắc nó đã ngon, còn món những món dân giả trải nghiệm gì những giây phút này rất là tuyệt vời. Rất là cảm ơn hai em Đà Nẵng đã dành thời gian và tìm tòi để cho anh Thế Cương với chồng Bùm ra đây được trải nghiệm một món rất là ngon. Thật sự thương hết cái xương luôn. Hôm nay chúng tôi điểm tâm buổi sáng là món bánh cuốn Tiến Hưng ở Đà Nẵng, và đây là Bùm ăn cái này, cái trên là trà bông hay gì? Trà bông với hành phi hả? Hành phi, trà bông. Đặc sản đây Bùm muốn giới thiệu đó là chả hả Bùm? Dạ. Này chả lụa, này chả chiên phải không? Chiên đó. Đây là nem. Rau sống này, nem. Có ăn nem không? Thì ai thích ăn thôi. Lòng ra thử nem coi Bùm. Nem mà thử nó có gì chồng. Lần đầu tiên Tiến Cương mới được biết đọc. Ồ. Ủa? Cái này đâu phải nem. Này giống như bánh ít có nhân ở trong. Ít chần đó hả? Và bây giờ thì chúng tôi ẩm thật thôi và rất là lạ lùng. Bánh cuốn ăn với bánh ít. Sao cảm giác sao Bùm? Như bánh bột lọc của Huế nữa. À, vậy nó nhìn trong đi. Nhưng mà cái này bột dẻo. Bột dẻo trong cái bột dai giống như bánh bột lọc. Kính thưa quý vị, sau khi đã ăn sáng bánh cuốn xong bây giờ thì quý vị thấy không, Tiến Cương lên đầu. À, rất là bảnh tỏn vào đây nghệ sĩ Trần Bùm. Màu vàng ché. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ đi event nữa vậy. Sáng hôm nay sẽ đi một event ở ngay tại thành phố Đà Nẵng. Cho nên lên đồ áo sơ mi đồ rất là hoành tráng. Và Tiến Cương xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại clip sau. Quý vị xem Tiến Cương và nghệ sĩ Trần Bùm sẽ đi event ở đâu và làm gì nha.